Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và lời đầu tiên video cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và mua ủng hộ sản phẩm của mình suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay ấy, thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm buổi tối ngày nay giới thiệu đầu tiên với các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình được hôm nay lại về tiếp 4 chiếc nhé. Và 2 gold này và 2 đen nhé. Samsung Z7 Pro thì hôm nay nhà mình về được 4 chiếc nhá. Này. Và mình cũng sẽ nói sơ cua qua con này. Samsung Z7 Pro thì cấu hình con này là RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đấy. Nói chung là sản phẩm Samsung Z7 Pro thì cũng khá thành công của Samsung nhé. Rất nhiều người Việt Nam ưu chuộng, chúng ta rất nhiều người dùng nhé. Đấy. Hình thức là máy đẹp 97, 98, 99 các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn nên đặt hàng sớm nhất nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào mà đã một các bạn là liên hệ cho mình qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Số điện thoại mình thì có số 0966789. Vâng, đây là số đầu tiên của mình và số thứ hai là 0833221789. Nhà mình thì có hai số điện thoại, các bạn gọi số 1 không được, gọi số 2 giúp mình nhé. Và ở clip này thì hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai là các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k theo tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Nói chung là mình tránh để nói trước để tránh các bạn mình ship hàng các bạn là các bạn gọi thuê bao mình nói chung là cũng nhiều lý do lắm, mong các bạn thông cảm nhé cho mình nhé. Và bên mình là có ship hàng 3 miền nên các bạn yên tâm. Và bên mình thì có lỗi được 1 trong 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Và tất cả cái thông tin địa chỉ cửa hàng nhà mình ấy, thì mình sẽ comment luôn dưới phần mô tả của video nhé. Ví dụ các bạn mà có trường hợp ví dụ như là các bạn muốn đổi máy ấy, muốn giao lưu điện thoại này, đổi máy và sửa chữa bảo hành ấy, thì các bạn có thể là tời xuống mục dưới video nhé, các bạn gửi ra bên mình nhé và ghi rõ địa chỉ của các bạn nhé, thì mình sẽ để mình biết được hướng coi như là mình sẽ gọi lại cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z8 nhé, Z8 2018. Hình thức con này đẹp 98% các bạn nhé. Hôm nay mình vừa lượm lại con này của khách, con này vẫn còn dây bóng quanh ấy này, khách dùng ốp vẫn còn dây bóng này. Và sản phẩm Samsung Z8 2018 này, cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Và con Z8 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z8 này nhé, bạn nên đặt hàng là sớm nhất nhé. Và bên mình cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn nào đang sử dụng iPhone ấy, thích Samsung thì các bạn có thể là đổi sang sản phẩm Samsung. Nói chung là mình sẽ bù trừ các với giá hợp lý nhất nên là các bạn cứ yên tâm mà đổi trác nhé. Nói chung là thỉnh thoảng đổi gió tí cho nó cuộc sống nó vui vẻ muôn màu nhé. Đấy nhá. Z8 này vân tay ở đây nhá. Và ở clip này thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn thì vì tính mình là hay bị quên. Ví dụ các bạn nào đã đặt hàng bên mình rồi mà chưa thấy mình ship hàng thì các bạn mong gọi điện lại nhắc lại giúp mình nhé. Đấy thì để tránh trường hợp ví dụ mình quên thì không ship hàng thì các bạn nhắc lại giúp mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn chiếc iPhone 6S màu hồng. Hình thức con này là đẹp 95%. Con này hôm nay mình vừa mới về xong nhé. Và con này thì bên mình con này là bản 16GB nhé. Tại vì máy lock nhà mình không bán nhé, nhà mình chỉ bán hàng quốc tế các bạn nhé, nên các bạn yên tâm ạ. Con này là dung lượng là bản 16GB nhé, con này là bản Mỹ là LA này. Và sản phẩm iPhone 6S màu hồng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S bản 16GB này nhé, các bạn nhanh tay đà như mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Nói chung với các bạn là iPhone bây giờ quá là rẻ rồi các bạn, cực kỳ là rẻ. Ngày trước mình
mình bán các sản phẩm này toàn 10 triệu ngày mình mới đi làm điện thoại, bây giờ chỉ hơn 2 triệu 3 triệu có điện thoại dùng iPhone nó cứ rẻ, mình cũng nhận là rẻ kinh khủng luôn các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo của tôi ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6s Plus. A6s Plus thì hôm nay mình vừa về con này xong, và con này thì là bản iPhone 6s bản 16GB nhé, con này là bản Mỹ nhé các bạn nhé. Máy màu gold, hình thức con này đẹp 697% nhé. Và sản phẩm iPhone 6s Plus này thì bên mình đã thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Con này là bản 16GB các bạn nhé. Nói chung là iPhone thì chơi game thì nó các bạn dành cho các bạn mà chơi game ấy thì rất là ok, rất ổn định nhé. Nó không hay bị lag giật. Những cái dòng ví dụ Oppo biết hoặc là Samsung hay bị lag giật. Thì nói chung là vấn đề iPhone thì pin nó hơi kém một chút, nhưng mà để lại bù lại những cái sản phẩm khác chơi game khá là ổn định nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus màu gold này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì hôm nay mình vừa về con này xong, và hình thức con này là đẹp 90% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường nhé, bạn nên tài hàng mình sớm tất, còn hình thức đẹp 90%. Và con này thì là bản 32GB nhé. Này con này là bản này, bản KH là bản Hàn nhé. Bản Hàn 32GB các bạn nhé. Con iPhone 6 thường bản 32GB này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu 300k các bạn nhé. Máy màu gray các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường bản 32GB này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 300k các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối này giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. iPhone 4S thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được 3 cây iPhone 4S nhá. Và sản phẩm iPhone 4S thì bên mình đang thanh lý với giá là 600k các bạn nhá. Bên mình thì còn 3 chiếc màu trắng nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nên đặt hàng của mình sớm nhất nhé. Con này thì các bạn làm một máy phụ nghe gọi hoặc là tặng cho bố mẹ, ông bà hoặc là trẻ nhỏ. Dù đi học ấy, làm một máy phụ để thêm để cho con nhỏ đi học ấy thì các bạn cũng rất ok nhé. Ngày trước con này cũng phải mười mấy triệu siêu phẩm đấy. Nói chung là dân lao động bình thường ấy, mơ ước cũng được. Nhưng bây giờ ai có thể dùng, nhà có thể dùng. Nói chung là người nghèo có thể dùng, người giàu cũng có thể dùng. Nói chung là sản phẩm bây giờ quá là rẻ rồi, các bạn nên là rất nhiều các bạn dùng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc A6 nhá, A6 2018 đấy. Con này chiếc Samsung A6 2018. Và sản phẩm Samsung A6 2018 thì con này hình thức còn rất là đẹp nhá. Máy chỉ bị chấm một tí đây thôi nhá, chấm trắng một tí, chảy một tí đây thôi các bạn. Và con A6 2018 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu 400k các bạn nhé. Máy màu đen các bạn nhé. Con này thì mình vừa mới lại thâu khách, có dán cương lực sẵn này. Và một cái ốp da rất đẹp nhé, mình sẽ tặng luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này nhé, các bạn nên tài hàng mình sớm nhất nhé. Mình sẽ nói sơ cua qua con này. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Các bạn nào thích sản phẩm A6 2018 các bạn nên tài hàng sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 400k các bạn nhé. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Bride. Z7 Bride thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách con này. Và sản phẩm Samsung Z7 Bride thì bên mình đã thanh lý với giá là 1 triệu 800k các bạn nhé. Thì hôm nay vừa về con này xong này. Đấy. Hình thức con này phải đẹp đến 95%. Và sản phẩm Samsung Z7 Bride này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu 800k, sorry các bạn nhé, 1 triệu 800k nhé. Các bạn thích sản phẩm Samsung Z7 Bride này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình thường sẽ là phát video buổi tối và mình sẽ là chốt đơn vào buổi sáng, và buổi trưa mình sẽ ship các bạn. Thì mong các bạn nào là muốn đặt hàng sớm thì các bạn chốt vào buổi sáng giúp mình nhé. Thì còn buổi chiều với buổi tối các bạn đặt hàng thì mình còn hàng gì thì mình sẽ báo các bạn, còn không còn hàng thì mình sẽ báo là tối các bạn xem video. Hoặc là các bạn đặt hàng sớm như mình sẽ ship các bạn, các bạn đặt hàng buổi chiều mình còn hàng buổi chiều buổi tối ấy.
thì phải ngày hôm sau mình ship được cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 và Lite là những này là hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 2015 này nhá. Z5 2015 này thì nhà mình còn một chiếc màu gold nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 này nhé, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Con này vừa hôm nay vừa về ngày hôm nay xong. Con này mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 các bạn nhé. Máy dùng rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 bạn đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 4 nhé. Note 4 thì hôm nay mình vừa được viết về được một chiếc màu trắng đấy các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Note 4 con này hình thức là đẹp 98%. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 đấy nhé các bạn, nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Nói chung là Note 4 thì sản phẩm khá thành công của Samsung nhé. Các bạn sẽ trang bị thêm một cái bút này. Viết này các bạn. Nói chung là cái màn hình con này rất là to bình nhé, to các bạn. Ví dụ mà các bạn nhà các bạn có bố mẹ hay là tuổi cao mắt kém ấy thì các bạn có thể là sắm sản phẩm Note 4 này cho bố mẹ xem hoặc dùng rất là ok nhé. Đây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo F1W. Con này F1W này. F1W này. Đây con này F1W. Và con này là RAM 3GB, bộ nhớ 16GB. Và sản phẩm F1WK này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm F1 VK này các bạn nên tiền hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình của này RAM 3GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Các bạn có thể mình sẽ tặng cho các bạn một cái ốp xinh xinh này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Oppo F1 VK các bạn nên tiền hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Oppo A33. Oppo A33 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đây ạ. Oppo A, hình thức con này đẹp phải đến 95% các bạn ạ. Chảy một tí đấy thôi. Hình thức rất đẹp luôn ạ. Máy con này máy zin nét luôn nhé. Và sản phẩm Oppo A33 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Hôm nay mình vừa về con này xong. Máy hình thức rất là đẹp này. Rất là đẹp ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Nói chung là bọn con này cũng nhận được bền thật. Con này thì nó còn zin kem Oppo luôn. Con này thì còn zin tem luôn này. Thường thường những con Oppo vặn lắp lưng ra thì thường sẽ có một cái tem này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 bạn nhận tay hàng mình được sớm nhất nhá. Con này thì bên mình thanh lý giá là 1.000.000. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1.000.000. Và cấu hình con Sony Xperia thì con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Nhà mình thì còn một chiếc màu hồng và một chiếc màu gold nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn hãy đặt hàng mình sớm nhất nhá. Rất ok. Rất ok. Nói chung là con này nhỏ gọn, không to quá, nhỏ quá, bạn cầm rất là chắc tay nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn hãy đặt hàng sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Thì sản phẩm iPhone 5 thường thì bên con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Hình thức con này là đẹp phải đến 97% ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Đây, các bạn thích nào thích một máy nhỏ gọn nghe gọi rất là tuyệt vời nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Đấy. Con này thì được cái là iOS 7 này. Đấy. iOS 7.
iPhone phiên bản 7.0 rất là hiếm hoi nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường, các bạn nên đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Con này bên mình đang với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn, hôm nay mình vừa mới về được con Intech đấy nhá. Và sản phẩm con Intech này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Intech này, các bạn nên đây hàng mình sớm nhất nhé. Intech này hình thức rất đẹp, có một cái ốp rất là dẻo nhé. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Intech này, con máy này thì hai sim tặng cho con nhỏ hay là dù các bạn dùng không nhiều, không cần chi tiết nhiều, các bạn có thể là dùng một con máy này làm một máy phụ nghe gọi con nhỏ ấy, thì các bạn có thể là cho con nhỏ xem phim hoặc là mua tặng con nhỏ đi học hiếp cũng rất là tiện nhé. Với mức giá thì cũng không đắt quá, không rẻ quá, thì dùng con máy khá là ok nhé. Hoặc là để nhà xem YouTube cũng rất là ok ạ. Bạn nào thích sản phẩm Intech này nhé, các bạn nên tài hàng mình sớm nhất nhé. Con này bên mình đang giá là 700.000 các bạn nhé. Các bạn đợi mình tí nhé, mình lấy nốt con máy nữa. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc con này, là chiếc Redmi Note 5 nhé. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Và hình thức con Note 5 này là máy đẹp 98% các bạn nhé, 98-9 này. Con này là con Note 5 Pro. Và sản phẩm Mi Note 5 Pro này, con này là bản 4GB và 64GB, bản RAM 4, bộ nhớ 64 nhé. Thì con này bên mình đang thanh lý với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Xiaomi Note 5 Pro đấy nhé, các bạn nhanh tay hàng thì mình là sớm nhất nhé. Các bạn nhìn chưa, con này là bản RAM 4, bộ nhớ 64GB nhé. Nói chung là sản phẩm Xiaomi cũng rất là tuyệt vời nhé. Mình thấy rất nhiều người dùng ở khu vực mình, bây giờ nhiều người dùng Xiaomi tốt lắm. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Máy rất là đẹp các bạn, Note 5 Pro. Con này bên mình đang thanh lý với giá là 2.500.000 nhé. Nói chung rất nhanh, rất là sướng. Đấy, cầm rất là thích nha. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A1K. A1K thì bên mình thì còn sót đúng một chiếc nhé. Và sản phẩm Oppo A1K ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000. Và cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Sản phẩm Oppo A1K nhé, bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này, các bạn nhanh tay hàng lên sớm nhất nhé. Hoặc là Xiaomi Note 5 Pro, các bạn nhanh tay lên mình hàng lên sớm nhất nhé. Đấy. Và bên mình sẽ thanh lý cho các bạn giá là rẻ nhất nhé. Đấy. Và bên mình thì cũng có là phát clip theo ngày nhé. Các bạn nào, các bạn hãy để ý là mình sẽ phát những ngày sớm nhất cho các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp nhé, rất là đẹp ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có một sản phẩm cũ mình giới thiệu thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ là hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân là thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình thì các bạn có thể là mua ủng hộ bên mình một sản phẩm nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc cho các bạn nào đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Nói chung là càng kiếm nhiều tiền càng tốt nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.